Xin chào mọi người nha. Thì cái clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cái thời chẳng nhẽ, cái thời mà đang còn nhỏ nhỏ ấy, để chơi lại một cái bộ combo với gọi là huyền thoại luôn. Đây là một cái bộ súng được mua trong shop bằng vàng mà rất ít khi mọi người sử dụng đến, hầu như là không có ai luôn, hầu như các bạn đã lãng lãng quên hết rồi. Và đó chính là cái khẩu M4 và khẩu M9. Đây là một cái bộ huyền thoại. Đây rồi. Đấy, tuyệt vời. À, đây là cái bộ con súng trong thời gian vừa qua mình rất là thích. Đầu đấy, sau vừa vào đã có chiến tranh như này. Ô, ô. Á đồ, hack à? Ô, cái định mệnh nữa lại gặp hack rồi các bạn này. Đồ đen thế. Đùa, bố tiền sư đây mình. Mình cắt cái khẩu súng này mà nó cũng không cho mình cắt luôn. Á đồ. Cái thế nhỉ, chưa gì lại gặp hack rồi. Chạy đâu, chạy đâu, khốn nạn. Mình cực kỳ ghét những cái tên mà đi cùng hack. Những cái tên hack với lại những cái tên đi cùng hack 90% là một. Mày, mày chết này. Nhảy, nhảy. Con khốn nạn rồi. Cái tội đi với hack này. Tẩy chay với những cái người như thế này. Để cực kỳ bực mình luôn. Này thì chết này rồi. Bị mạnh là vừa kịp giết thành nhân đấy thì bị thằng hacker giết luôn. Bên kia không biết có ai kích hack không. Đa số những người hack là những người mà dùng cái tài khoản phụ để hack cho cái ác cấp chính của mình được leo rank. Mình chắc chắn 90-100% luôn. Không sai vào đâu được. Đây này, đạn hấm này. Anh nhân cầm M240 Manger này. Ông nào mà treo máy bên team hack thì ông ấy chắc chắn là ông ấy đang dùng áp phụ để ông ấy hack. Chắc chắn 100% luôn. Được rồi, tí nữa xong cái clip này mình sẽ cố gắng mình tố cáo mấy thanh niên này. Đấy. Cày thế. Đây phải ngậm đắng nuốt cay chơi qua trận này chứ biết làm sao. Rất là ức chế luôn. Rồi. Mirabe. Cả team hack rồi. Tuyệt vời. Lúc nay thấy ông này âm mạng rồi giờ. Ông ấy bật hack rồi. Cái định mệnh. Chơi còn chơi hack ngầm nữa. Mirabe đâu rồi. Cầm Gatling. Gatling 6 nòng. Ngon đấy. Đấy. Rồi hack rồi, tuyệt vời. Vâng, 9 chất 5 và 27 chất 5, 2 team hack. Còn cái thanh niên kia. Úi dồi. Ông này chắc không hack. Rồi. Hai thanh niên đang top bên phe liên minh sử dụng hack. Thì đó, hết trận mình sẽ xem tên, mình xem có trong cái bảng ở đây, có cái bảng xếp hạng không. Rồi. Kết thúc một cái trận đấu rất là cay đắng luôn. Khá là chế, các bạn thông cảm nhé. Rồi, Mirabe. Ô, cấp ông này phải level 10x này. Ông trên cùng thì mới có level thấp thôi. Áp phụ thì mình không cần tính. Ông này phải level 103. Cho mình đoán không nhầm. Được rồi. Giờ sẽ test thêm một trận nữa đi. Tí nữa trận đấu thứ hai mình sẽ tìm sao. Tìm ra được cái thanh niên ấy, tìm được cái số ID để mình sẽ tố cáo lên Atlantic. Dạo này Atlantic đang còn làm cũng khá là nhẹ tay. Mấy thanh niên hack chỉ có block 3 ngày xong lại mở thì vẫn chứng nào thật đấy thôi. Cái này phải cho hack viễn thì mới chừa được. Còn những ông mà đi hack cùng thì tốt nhất là khóa luôn 7 ngày cho chừa đi. Cứ phải tạo một cái tính răn đe thì mấy thanh niên này mới bỏ ra cái tạp hack. Rất là ức chế nha. Rồi, cái trận đấu thứ hai tìm mày chắc không hack đâu. À, cày thế. Các bạn thông cảm đấy. Mình đi tay mà gặp hack mình rất ức chế luôn. Định mệnh chơi cái súng huyền thoại này mà cũng gặp hack nữa thì đáng mệt thật chứ. Rồi, chào bạn Hỏa Long nha. Mình rồi, mình chỉ có chào có hai thôi. Mình rất ức chế luôn. Rồi.
trận đấu đầu tiên, cái trận đấu thứ hai này ghép với cái map này cũng khá thốn đấy. Cái map này thì Snip hay đứng thủ lắm, mà cái dòng M4 này thì sát hại nó khá là thấp, cộng thêm lại cái xạ trình nó cũng thấp nữa, cho nên là việc mà đứng xa để bắn thì quả rất là khó luôn. Thôi sao không? Nào trận đỉnh lại nào. Rồi. Bình tĩnh thôi. Ui, qua nhà rồi. Qua nhà. Ui, đúng đấy. Đùa thế sao bắn hay thế nhỉ. Vừa gặp khách xong nhỉ, ức chế quá. Cái này mình phải feel mình mới chơi được. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại này. Chết hai mạng vừa rồi khá là ngu người đấy. Thì hai cái khẩu súng này như mình đã giới thiệu ban đầu rồi, được mua trong shop. Cái giá nó cực là bèo luôn. Khoảng tầm 5.000 vàng thôi là các bạn có thể sở hữu được cái bộ combo rất là huyền thoại luôn. Đôi khi chơi súng vip nhiều mình cảm thấy khá là chán. Ôi. Chết đấy, đục ghê chưa? Lâu lâu tìm lại cái tuổi thơ dữ dội, các bạn cầm những cái khẩu súng này bắn khá là hay ấy chứ. Và mình cực kỳ thích cái lớp skin của cái khẩu này nha, nhìn ra khá là đẹp. Nó đơn giản thôi nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Nay thì update khá là nhiều những cái súng kỵ sĩ. Ui giời ạ, như thế là cái gì nhỉ? nó rất là màu mè luôn. Chết này rồi. Cho phát bom này. Nào. Rồi một tên snip ở bên cái cổng này. Đấy snip. Hai tên. Không công được các bạn ạ, cầm súng này mình không thể công được. Lớn nào gặp ông snip thì thốn lắm. Đây rồi. Đấy, rồi đấm mồm. Hai tên. Thôi sao. Ôi đồng đội đâu hết rồi. Bị mấy thằng nhìn ép ghê quá. Rồi. Thua 1-3 rất là thảm hại. Trận đầu gặp khách trận này thua. Chắc là tức máu mà chết quá. Ui ghê thế, thì từ thôi. Hôm nay mình được mình cũng ép đạn lên cũng khá là nhiều, các bạn cứ quẩy đi, không ai lo nghĩ về đạn. Tại vì cái dòng M4 mà. Ui. Cái dòng M4 thì xạ tốc nó khá là nhanh hết đạn lắm. Nào tiếp tục nào. Rồi mất một ít tiết. Rồi hay quá. Đây. Định làm gì, định nhảy xuống đây á, nghĩ gì. Mình sẽ đi lên này, mình đấm mồm luôn. Đấy. Đây này bạn này, bạn đã bị lừa. Rồi. Và một pha đánh lừa đối thủ rất là chuyên nghiệp. Á đồ. Bị ông nào cái ép đánh đấy. Đây này. Rồi. Không được đằng sau luôn, tuyệt vời. Ba đều rồi. Đây là những cái giây phút quan trọng để khi mình lật được tình thế đây. Rồi mất khá là nhiều máu đấy. Rồi. Đục ghê nha, thanh niên cầm 6 nòng. Nhiều đạn đục ghê quá. Mình thì đạn mình không dám đục nhiều. Chạy đâu đây, rồi tuyệt vời. Đây này. Bạn rất là manh động. Vâng, đấm mồm luôn. Vâng. Nào. Cho chết này. Rồi mất ít tiết rồi. Chơi thì đã thấy thanh niên đục rồi. Này thì đục này đấy. Đục một ít máu. Đục vậy mình dằn mặt thôi, cho không dám béo mặt qua cái khu vực đấy. Úi sợ, chạy đâu đây. Nào, ra đây, biết ngay mà. Rồi. Ôi phê, vừa pha trúng headshot thanh niên từ xa. Còn yếu máu rồi. Lần này mình sẽ tấn công lên luôn. Đấy, yếu máu này là của mình. Ok.
chết. Ui ơi, nhanh thế. Đây rồi, đây rồi. Này, nhảy nhót này, ngon. 6 kim rồi các bạn ơi. Tuyệt vời đấy. Trận cuối cùng nào. Lật kèo luôn. Rồi, một pha mất máu rất là thốn. Lộ, lộ mặt ra đây. May sao đục trúng đầu là headshot luôn cái thanh niên yếu. Rồi. Đến lúc mình phải lao lên rồi đấy. Cơ hội này rồi. Đồng thế. Snip, 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 bên phải, bên phải. Bên phải này. Đấy, đấy. À, xong đồng à. Rồi, kết thúc được cái trận đấu thứ này. Thực ra cái clip này mình định làm cái clip design cùng team. Với cái khẩu này khá là dài đấy. Nhưng mà thực ra là rất là ức chế luôn khi trận đầu đã gặp phải hack rồi. Cho nên là bây giờ các bạn thông cảm nhìn nhá. Mình sẽ không design nữa. Mình sẽ đi ra. Từ từ. Mình sẽ đi ra tìm lại cái thanh niên lúc nãy để tố cáo luôn trong cái clip này. Thanh niên level 113 còn dám sử dụng hack đối với mình nữa. Đâu rồi? 113 thì xem trong cái bảng xếp hạng quân hàm cần có không nào. À 103 mình quên mất. Không biết là 103 có tới nơi không. 109. Mình đoán là thanh niên đấy khoảng level 103 hoặc 02 hoặc là 04 gì đấy. Không được rồi, để mình ra mình xem lại cái clip xem tên của ông ấy tên là gì nào. Ô sao được, à quên mất. Clip mình chưa dừng cho nên là mình không thể coi được. Đắng mề thiệt chứ. Thôi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc luôn cái clip tại đây thôi. Tí nữa mình cố gắng mình sẽ tìm lại sau. Và mình sẽ chụp ảnh lại, mình sẽ đưa lên cái clip này. Mong rằng là app sẽ thấy và sẽ cái gì nhỉ? Xử phạt những cái hành vi sử dụng cái phần mềm hack này. Rồi. Chắc có lẽ là mình phải ra mình tìm lại thôi. Mình sẽ kết thúc cái clip mình xem lại tên thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.